Rồi chào bà con nghe, hôm nay giới thiệu bà con có ống đặt nước nè, siêu tốc nè, chống hạn hán, chống khô nước đồ ghê lắm bà con. Bà cũng nước nào mà khô hạn không có nước, tháng mấy tháng nước ròng nó sát bà con, nước ròng sát tới đáy dưới luôn, khoảng 4-5 mét bơm những bình thường, bơm nước vô ruộng hay bơm nước vô ao hay bơm nước vô vuông hay bơm nước vô dừa vườn rồi đó, mấy kênh trong vườn nó dành tưới trái cây là ok luôn, tưới cây ăn trái là ok luôn, bơm rất là nhanh, tiết kiệm nhiên liệu nữa. Mấy tháng hạn hán khô ra là bơm mấy là nhanh lắm bà con, có thể đẩy xa vài chục mét là bình thường nha bà con, có thể dẫn ống mà đi vài chục mét là bình thường, còn đẩy cao khoảng 4-5 mét là bình thường. Đẩy cao được là do thiết kế thêm cái này nè bà con, cái nòng trong nè, mấy tháng khô hạn nước ròng á, đặt tuốt dưới bơm cho nhắn lên được. Nòng trong nữa tác dụng là bơm đi xa và giữ nước ít, máy nó nhẹ máy hơn, nên động cơ mà động cơ điện từ 2 mã lực 2 HP là xài được, 1.5 kW là xài được đối với động cơ điện, và động cơ xăng là khoảng 5,5 rưỡi trở lên là xài được, động cơ diesel á, động cơ dầu á là khoảng 4,5 rưỡi trở lên là xài được, cốt xéo cốt thẳng hay là chiến dịch 2 cánh 3 cánh thì xài được, rất là dễ xài, dành cho mấy tháng mà khô hạn bơm nước vô là ok luôn bà con ơi. Tháng khô hạn mà lòi bãi luôn, lòi đáy sình lên luôn mà bơm lên vẫn tới rồi các bà con, sức đẩy nước rất là dữ. Alo. Không, số điện thoại anh, quan trọng số điện thoại á. Vậy đó hả? À, cái quan trọng là số điện thoại thôi, những cái tên không quan trọng đâu, tên khi lộn. Anh lấy không hay là hồi? Vậy hả? Thông cảm đi, tại vì mình không quản lý nó được, nó giao giao không à. Kiểm tra nước bể đừng lấy nha anh. Rồi rồi. Đây mấy tháng khô hạn bơm này là tiết kiệm nhiên liệu mà con ơi, mấy tháng khô hạn mà nước ròng á, cả tháng 2 tháng 3 đó là nước ròng tới đáy luôn á, bơm dẫn lên mà con, đổ cao khoảng 4-5 mét, còn đẩy xa là khoảng vài chục mét nha, dẫn ống đẩy đi xa đó, vô vuông vô ao vô ruộng rồi đó, để chống úng chống khô hạn cho lúa cũng ok lắm. Alo. Đúng rồi anh. Ở đó là lấy bánh lọc bánh thun được không anh, hay là lấy sao? Có hộp số không phải không? Khoảng 8,5 triệu. Dạ. Đúng rồi, tính là tính nhân đẹp không thôi. Cua ta 1,7 triệu á. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh coi thử đi, gõ anh coi thử nó được không? Đây ống bơm nước siêu tốc, đạp siêu tốc chống hạn hán khô hạn rồi, mấy hợp tác xã mà tháng thiếu nước vô ruộng đồng là bơm là nhanh lắm bà con, động cơ 2 kg điện 2 kg là kW là xài được, động cơ điện 2 ngựa 2 HP là xài được, để dành cho mấy hợp tác xã này bơm vô tập thể là rất là mau, rất là tiết kiệm nhiên liệu nữa. Tháng khô hạn mà nước cạn tới với lòng đai là dưới đáy vẫn bơm lên được khoảng 4-5 mét, dẫn xa được vài vài chục mét, nó bơm vô vườn, bơm vô trong mấy mương kênh vườn để dành giữ trữ nước, dành tưới cây ăn quả cũng ngon lắm bà con, hay bơm lên ruộng để chống khô hạn cho lúa nè, cũng ok lắm. Tất cả là có cỡ nha bà con, nào đặt cho phù hợp với động cơ mình nha, nó từ 2 tấc 2 từ 2 tấc đến 4 tấc 4 nha, đều có đặt hết, đều có hàng cho bà con hết, tùy theo động cơ là mà đặt hàng nha bà con, rất dễ dễ xài, chỉ có 1,5 triệu thôi bằng inox luôn, inox này inox chống sét mà con. Inox rất là dày, chống sét luôn. Nó rất là nặng. Đặc biệt bà con là xài máy dầu mà máy xài nước á là có dẫn nước lên luôn nè, như đạp chiến dịch là nước chảy lên luôn. Đây là cái này nè, là đạp lên là nước chảy lên luôn bà con. Nó cái này nè. Đây là nước đạp, đây là chảy dành cho động cơ máy nước luôn. Tháng khô hạn bơm nước vô ao vô ruộng vô vuông là ok luôn, bơm nước ruộng muối cũng được nè, nước mặn xài vẫn không sét nè, này là bằng inox rồi con, tất cả bằng inox hết luôn nè, rất là ok. Alo nghe nè, nó sẵn ha anh, đây
Bà con nào có nhu cầu alo nha, 088 635 6707, dùng với tất cả động cơ nha bà con. Rồi nóc chống xét luôn, tháng khô hạn dùng này là ok bà con ơi. Rồi những thứ mà tháng khô mà dưới sông hay dưới mương mà nước có lòi tới bãi tới đáy luôn á, mình bơm nhắn lên nha bà con. Nước rất là bơm rất là mạnh, lên rất là xa khoảng 4-5 mét gì đó. Còn dẫn ống là khoảng vài chục mét, dẫn ống đi xa vô ruộng rồi bà con. Hay dẫn ống vô mấy cái ruộng muối rồi đó. Hay là ruộng lúa khô hạn nhưng bơm được nha bà con. Tại vì này nó chống xét luôn. Nước mặn, nước phèn, nước gì xài cũng được, nó chống xét. Đây là hàng inox luôn nè. Chỉ có 1 triệu mấy vàng thôi bà con ơi, tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm xăng. Đặc biệt là 1 triệu mấy nhưng mà thời gian bơm nó ngắn hơn. Nên thời gian bơm ít hơn, tiết kiệm nhiên liệu nhiều hơn. Mà xài động cơ ga nhỏ, không xài ga lớn, nó tực và chạy à. Chạy rất êm. Bà con nào có nhu cầu alo nha, 088 635 6707.